Hello anh em, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhận NFT đến từ Project Galaxy, dự án đến từ Melaxy. Đầu tiên anh em nhận địa chỉ ví nè. Follow cái này mình follow rồi, anh em nào chưa follow anh em vô follow, follow thêm kênh nữa. Anh em cũng vậy, vô vào Discord. Cái này vô rồi, anh em nào chưa vô nó, anh em vô đây xong anh em nhấn query, xong nhấn vô đường link đây nè. Đó xong anh em connect với Discord rồi anh em nhập captcha là query xong. Con tin. Vô Discord. Cái này mình cũng vô rồi. Con tin. Thì tích bài bot. Ủa thì tích thế nào ta, những từ để mình vô kênh rồi. Những dự án nào nó cho claim á, mình sẽ đăng trên chỗ cộng đồng nè, anh em nào vô anh em coi nè. Dự án hôm qua mới làm đó, nó cho claim rồi nè. Đó, cái dự án này nè. Video đến đây là kết thúc, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo.